Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là những thông tin về không khí lạnh và rét trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đêm hôm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục duy trì rét đậm, có nơi rét hại và dự báo tình hình thời tiết này vẫn còn kéo dài trong những ngày tới. Nhiệt độ tại các nơi trong đêm nay và sáng sớm mai vẫn giữ ở mức thấp. Các huyện thị thuộc khu vực miền Đông của tỉnh như Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên Ba Chẽ, dự báo đêm nay nhiệt độ hạ khá sâu, chỉ khoảng 8 độ. Trời rét hại, còn bước sang ngày mai nhiệt độ tăng lên nhưng cũng chỉ ở mức 16 độ. Tại thành phố Hạ Long và các địa phương khu vực miền Tây, trời rét đậm, nhiệt độ đêm nay ở mức 10 độ, còn trong ngày mai trời có nắng, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 17 độ. Vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 3. Tầm nhìn xa 10 km, trời rét hại. Mức nhiệt độ giao động từ 9 đến 16 độ. Rét đậm, rét hại ảnh hưởng xấu tới cây trồng, vật nuôi và con người. Quý vị và các bạn cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Còn bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường. Bắc Bộ chủ yếu duy trì tiết trời tạnh giáo, nhiệt độ sẽ giảm sâu về đêm và sáng. Cụ thể, khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, khu vực núi cao có nơi dưới 2 độ. Trong khi đó, sang đến ban ngày do có nắng nên nhiệt độ tăng, cao nhất ban ngày sẽ giao động trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn từ 22 đến 25 độ. Với mức nhiệt như đã dự báo, ngày mai Bắc Bộ vẫn duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng. Riêng khu vực Trung Du, vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Đối với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An có thời tiết khá giống như khu vực Bắc Bộ nên trời rét đậm vào ban đêm. Còn ban ngày, nhiệt độ giao động từ 16 cho đến 18 độ, có nơi thấp hơn. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở xuống đến Khánh Hòa trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa lớn còn có khả năng gây ra lũ quét sạt lở đất và tình trạng ngập úng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 19 cho đến 22 độ trời rét. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là từ 23 cho đến 26 độ các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao phổ biến từ 27 cho đến 30 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục chỉ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 26 cho đến 29 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ. Nhiều vùng biển trong đêm nay và ngày mai đều có tình trạng biển động mạnh, sóng to gió lớn. Ở vịnh Bắc Bộ và trên toàn biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh, giật tới cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Ngoài ra ở khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.